chào cô chú anh chị đến với kênh Bonsai Nam Bộ. Hôm nay em xin giao lưu một lô phôi cần thăng, rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Cây đầu tiên em xin giao lưu với mã số là 140. Mấy cây này đã đâm chồi hết trơn rồi, về cô chú có thể trồng liền luôn. Cần thăng rất là dễ trồng dễ sống luôn. Quành em đo ngay đây là 32, chiều cao là 34, cùng một cỡ bầu là 20. Mã số 140, cây này em xin giao lưu là 350 em bao ship. Trong quá trình vận chuyển mấy cái chòi này có thể bị dập gãy nha cô chú, mong cô chú thông cảm ạ. Quành em đo ngay đây là 22, chiều cao là 25, mã số 142, cây này 250 bao ship, cần thăng giá rẻ nha cô chú, sống khỏe. Quành ở đây là 38, chiều cao là 25, 147, cái này 350 bao ship. 148, thân dẫn lắc nha cô chú.
đây là 26, chiều cao là 35. 148, 350 ạ. Thân dẫn lắc rất là đẹp luôn. Quành ở đây là 34, chiều cao là 25, giống như con thú đang ngồi luôn. 149, cái này 350 ạ. 150. Quanh đây là 35. Chiều cao là 25. 150, cây này 400.000 em bao ship. Mã số 150 ạ. Chiều cao là 28. 151, cái này 350 ạ. Mã số 151. Quành em đo ngay cái cũ này là 42 ạ. Chiều cao là 30. 153. Cái này 350 em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160355. Dạ, em xin chào.